nghĩ bà có mỏi xương khớp không ạ? Không. Một biến cố đã cướp đi chồng và cả con của cụ Bùi Thị Tân, 89 tuổi, ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Tuổi già không nơi nương tựa. Năm 2019, cụ được chuyển vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An. 5 năm qua, nơi đây chính là nhà, cán bộ nhân viên, là gia đình, người thân của cụ. Ba vào đây vẫn thấy sướng chứ vì ở nhà khổ lắm. Ở nhà nơi thật còn như giờ ăn giờ nhìn. Nhưng mà đây là chăm sóc đến nơi đến trộm lắm. Đau đầu là cả có đôi thuốc đụng đầu. Đau bụng là thuốc đụng bụng. Gần 200 đối tượng là người già neo đơn, thân nhân liệt sĩ. Trong đó người khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng chiếm đến hơn 180 người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung ở họ là không có người thân ruột thịt, không có nhà để về, hoặc có nhưng không thể về. Vì vậy, cán bộ nhân viên trung tâm phải lo cho họ từ bữa ăn, quần áo đến sức khỏe. Ở cơ sở 1 này thì nhiều đã hề hơn. Vừa là đối tượng tâm thần, vừa là đối tượng gọi nhiều tâm lấy tuổi thanh xuân. Nhiều khi chúng tôi làm việc, chúng tôi phải gần gũi họ giống như kiểu họ là một người bạn của mình á, để chia sẻ tâm lý và nắm bắt tâm tư tình cảm, để mình vừa phục hồi chức năng mà vừa phục hồi tâm lý trị liệu cho đối tượng á. Hiện nay, trung tâm đang thực hiện quy trình phục hồi chức năng 5 mức, phân chia khu vực quản lý đối tượng nặng và khu vực bệnh nhân thuyên giảm, kết hợp điều trị, sử dụng thuốc với phục hồi bằng thiết bị và hoạt động thể chất như thể dục thể thao, văn nghệ. Thậm chí để họ tham gia sản xuất để vừa cải thiện bữa ăn, vừa trị liệu. Ngoài cái biện pháp điều trị bằng hóa dược ấy, thì song song với đó thì bọn tôi thì kèm theo với là phục hồi chức năng cho các cái đối tượng. Qua cái quá trình điều trị và phục hồi chức năng cho các cái đối tượng tâm thần ấy, đối tượng đã có tiến triển và chuyển biến xuất sắc rõ rệt. Với các giải pháp đồng bộ từ chăm sóc, điều trị và phục hồi, mỗi năm có khoảng 4 trường hợp được tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay trên 80% đối tượng trước mắt tương đối ổn định về mặt tâm lý và sức khỏe tâm thần. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1248 phê duyệt đề án xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Đây là điều kiện để đơn vị nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng. Năm đầu tiên thực hiện cái đề án thì chúng tôi đã nâng cao cái năng lực của cán bộ, công nhân viên tại đơn vị. Thứ hai là xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo để đối tượng vào trung tâm bảo trợ là được khang trang, xanh sạch đẹp, được đảm bảo nơi ở an toàn. Với chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hỗ trợ của các ban ngành và đặc biệt là sự chăm sóc của cán bộ nhân viên đơn vị, những mảnh đời bất hạnh có thể yên tâm an hưởng tuổi già trong ngôi nhà chung ấm áp này.